Ừ á. Như kiểu trong đó mùi hương của shop á. Mùi em luôn. Mùi em luôn. Wow. Em đi ra như kiểu là một làn sóng mới tới với anh vậy á. Nãy giờ trời mưa buồn muốn chết. Tại chiều giờ em thôi muốn chết. Anh nói chuyện thấy mắc cười vậy, mắc cười vậy. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với GoGo TV. Hôm nay là một clip về xe ôm nha. Xin xe. Mình vừa mới chở xin xe về. Thời gian này mình đi chạy xe ôm để kiếm tiền. Hết tiền rồi các bạn ơi. Mặc áo vô nè, nó quên mất. Xin xe cầm giùm em chứ. Mình gắn cái cam trước ở đây nè. Nhưng mà nó đè cái nút này nè, không chạy xe được cho nên mình tháo nó rồi. Cho nên clip này sẽ không có góc cam trước nha. Em đi đây. Bye bye. Bye bye anh Dệ. Các bạn có thể thấy là ở ngoài trời mưa rất là to. Chỗ này không có ngập đó nha, hồi nãy ở phía dưới kia kìa ngập quá trời ngập luôn. Bây giờ mình đang trên đường đón một bạn. Đọc cái tên thì mình thấy hình như là bạn nữ á, Võ Thư. Nhưng mà không biết là nam hay nữ nữa. Tại vì gọi điện không nghe máy, chỉ nhắn tin được thôi. Đây đang là Bạch Đằng. Bạn ấy thì ở bên ngã tư Hàng Xanh, phía bên Xô Viết Nghệ Tĩnh, phía bên kia kìa. Cái này hết mưa lớn rồi các bạn. Hồi nãy mình chở trên xe về mưa lớn quá trời luôn. Đi trời mưa thì hình ảnh nó sẽ bị nước văng vô, các bạn nó sẽ bị mờ. Cho nên các bạn thông cảm nha. Cũng thiếu mất tiêu cái góc cam trước này luôn. Mấy cái này là đừng có nên cố. Tại vì cố cũng bị vướng lại chỗ ở dưới gầm cầu à. Chứ mình cố mấy lần nhưng mà tới đó cũng bị vướng lại à, đâu chạy nữa đâu. À lạnh quá. Này cô bé 211 so với ngày tịnh. Lâu lắm rồi mình mới đi chạy xe ôm lại các bạn. Thì đây là cái nghề mà đưa mình đến với YouTube. Thì hôm nay mình quay lại 211. Ồ, mình thấy một bạn mặc áo đen. Không biết phải bạn này không. Bạn bắt bye đúng không? Ok. Đợi mình bắt đầu nữa. 139 sạc 40 Đinh Bộ Lĩnh. Phía là bên đó hả? Trời mưa hơi dơ thông cảm nha. Em làm ở shop mỹ phẩm bởi sao em thơm quá trời luôn. Em làm ở shop mỹ phẩm, người em thơm quá trời. Em thơm á. Ừ. Như kiểu trong đó mùi hương của shop á. Mùi em luôn. Mùi em luôn. Wow, em có mùi thơm hấp dẫn vậy sao? Mùi ở đây. Trong shop bình thường mà. Tại vì làm ở đây bán vụ lúc này phải em thơm quá. À. Bán vụ luôn. Vậy thì ở đó người ta có tặng nước hoa cho em không? Không, tự tạo. Ồ, thơm thiệt mà. Em đi ra như kiểu là một làn sóng mới tới với anh vậy á. Nãy giờ trời mưa buồn muốn chết. Tại chiều giờ em thôi muốn chết. Anh nói chuyện thấy mắc cười vậy, mắc cười vậy. Vậy là ngày nào cũng bắt xe ôm đi làm hay là có ai đưa đón? Dạ không, không thể đi xe. Anh nhà em gửi lời cảm ơn tới cái sự làm biếng của em nha. Anh hứa. Hồi nữa cũng có một lần cũng có một anh đi quên nơi hay gì đó. Cũng nói em dạy câu cho anh luôn á. Vậy luôn á hả? Thiệt. Tự nhiên anh nói thôi em mới không thấy nó cười á. Vậy là cái sự làm biếng nó cũng có giá trị riêng của nó đúng không? Xe nó nặng mà để đúng trong buổi sáng đi làm, buổi sáng, buổi trưa đi làm, lồi dắt qua hồi đi lấy đồ.
139 nó nằm khúc nào hả? Em cà phê hả? Em là người soi sáng cuộc đời anh mà, em cứ chỉ đường thoải mái. Em có thích mưa không? Ờ, mưa xuống anh buồn muốn chết luôn á. Ngày nào cũng làm về trễ vậy hả? Ôi ôi. Thế thì thời gian đâu mà đi chơi nữa. Kiếp trước em có thù với mấy trung tâm thương mại điện tử á? Kiếp trước em có thù với mấy trung tâm thương mại điện tử á? Kiếp này đâu đi tới đó chơi đâu. Em này ha. Nữa anh sắm xuồng anh chở em nha. Nữa anh mua xuồng anh chở em nha. Chứ đi mấy cái đường này xe chết máy là không có là không có được 5 sao. Không đưa khách đến nơi á. Ủa vậy? Thẳng luôn ha. Em ở đây với ai? Trong này cũng đông vui quá chứ. Dạ. Ở đây cũng đông vui quá chứ. Quán cà phê quá trời nè. Có cây bông đẹp quá vậy. Ồ. Của em là 170 chia 10. Cảm ơn em. Từ từ. Mốt nhớ làm biến nhiều nhiều hơn nha. Đó các anh em thấy không? Thì mình vừa kết thúc xuống xe. Thì hôm nay mình chỉ chạy một chuyến thôi, tại vì thiếu cái gốc cam trước á. Cho nên nó không có, nói chung trong cái quá trình chạy nó sẽ nhàm chán lắm. Mà được cái hôm nay bạn nữ này cũng khá là dễ thương. Mà đi làm tính ra cũng về trễ chứ. Giờ này cũng 8 giờ mấy 9 giờ rồi thì còn thời gian đâu mà đi chơi nữa. Rồi bây giờ mình phải đi về mình set lại cái gốc cam này để cho nó có hai gốc cam đó các bạn. Rồi mình bắt đầu mình chạy tiếp nha. Với lại trời mưa quá. Nó ngứa ngáy ướt át á. Với lại trời mưa nè các bạn thấy cái mic không? Nó thấm xuống gò áo quá, nó mình sợ hư cái mic nữa. Mà dạo này thì mình bị kinh tế eo hẹp. Cho nên là không có làm liều được. Làm liều không có ăn nhiều được. Mà bây giờ làm liều là chết luôn á. Cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Thì lâu lâu mình sắp tới mình sẽ chạy xe ôm thường xuyên hơn để có những clip xe ôm và cho các bạn xem. Còn vẫn trên xe thì hai đứa vẫn quay nhưng mà tần suất nó sẽ ít lại. Tại bây giờ cũng nói chung nó cũng dần đi vào quỹ đạo rồi. Cho nên trên xe cũng có công việc riêng, trên xe dạy học cũng khá là bận rộn. Cho nên cũng không có thời gian nhiều để đi quay với mình nữa. Cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Mình xin chấm dứt clip tại đây. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Bye bye.